Và trên tay mình đang là một cái máy đo nồng độ oxy mã riêng của bên Alpha cả nhà ơi. Thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, nhỏ nhưng mà có vỏ, đo rất là chuẩn, cảm thiết kế rất là đẹp luôn. Và đây là cái hộp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp nha cả nhà. Đập hộp. Chúng ta khui ra sẽ thấy đầu tiên là sẽ là một cái chiếc máy đo nồng độ oxy của hãng Alpha. Tiếp theo đó là nó sẽ có tặng cho mình hai viên pin AA. Và đây là một cái dây, dây này sẽ giúp chúng ta đeo vào tay và chúng ta sẽ không bị rớt nha, luôn đeo bên mình. Vật này rất là cần thiết luôn. Và ở đây là một cái hướng dẫn sử dụng. Và một cái chiếc máy đo oxy như thế này thì nó sẽ có luôn pin cho mình. Cái cách mở ra cũng vô cùng đơn giản luôn, chúng ta chỉ cần trượt là ok rồi. Và bây giờ chúng ta khi mà đã trượt rồi thì chúng ta sẽ khui hai viên pin được tặng ra nha cả nhà. Đây là hai viên pin AA. Và khi mà khui ra rồi á, mọi người nhớ chú ý giùm mình, trên viên pin lúc nào cũng có dấu cộng, dấu trừ. Đây, dấu trừ, dấu cộng. Và bên viên pin này cũng như thế luôn, cũng có dấu trừ, dấu cộng. Mọi người lưu ý để khi mà mình bỏ vô trong máy, mình sẽ bỏ đúng để không phải lắp lần hai. Và ở trên cái chiếc máy của mình á, bên trong này nó cũng đã ghi rõ cho mình á, là chiều nào là chiều cộng, chiều nào là chiều trừ luôn. Mọi người cứ căn cứ vào đó và nhìn vô cục pin là chúng ta bỏ đúng thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái chiều này là chiều trừ, và chúng ta bỏ cái đầu trừ vô trước, bỏ đầu cộng vô sau. Tiếp tục ở bên này là đầu cộng vô trước và đầu trừ vô sau. Mọi người thấy không ạ? Cộng nè, trừ nè. Chúng ta bỏ đầu cộng vô và đầu trừ vô sau. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta lắp lên. Và mọi người chú ý nha, ở đây nó sẽ có một cái ngàm. Cái ngàm để mà lắp, mọi người chỉ cần để đúng cái ngàm, xong chúng ta đẩy nhẹ là xong nha cả nhà. Mọi người cố gắng lắp đúng cách để không bị hư nha. Và khi mà lắp xong rồi, chúng ta sẽ có một cái chiếc máy đo nồng độ oxy của bên Alpha hoàn hảo như thế này. Rất là tuyệt vời. Điều đặc biệt là cái máy này nó tới đo, nó có thể là xoay được 4 chiều luôn nha cả nhà. Chiều thứ 3, chiều thứ 4, mọi người thấy không ạ? Và cái led của nó cũng có 4 màu luôn, giúp cho mình phân biệt. Và đối với riêng cái máy này, nó có thể là đo được 3 chỉ số luôn nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ bỏ bao tay ra để hướng dẫn cho mọi người cách đo luôn nha. Xong rồi cả nhà, đây là một cái chiếc máy đo nồng độ oxy của Alpha. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động lên. Cái khởi động rất là đơn giản, chỉ cần bấm phím nguồn lên là lên ha. Và bây giờ chúng ta muốn á, chúng ta sẽ bấm cái mỏ nó đỉnh lên. Xong rồi chúng ta sẽ để cái tay chúng ta vô. Và chúng ta chờ trong 10 giây nha, thì nó sẽ hiện ra rất là nhanh, rất là chuẩn, mọi người an tâm. Đây, nồng độ oxy của mình là 99 nha. Nhịp tim của mình là 84, hoàn toàn bình thường cả nhà. Và nó có thể đo cho mình cái chỉ số thứ 3, đó là chỉ số tưới máu luôn, VI đó cả nhà. Wow, một chiếc máy đo chuẩn, xịn và nhanh gọn lẹ như thế này của hãng Alpha xứng đáng là một cái chiếc phao cứu sinh trong cái mùa dịch này cả nhà ha. Nhanh tay mà đặt hàng cả nhà.